Không biết là các bác ở chỗ các bác có mưa không, như chỗ em ngày nào cũng mưa. Mưa như này thì lan nó hay bị thừa nước, và trong một khoảng không 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 khí ẩm như này thì vi khuẩn với nấm nó hoạt động mạnh. Em thường là nấm thì em hay sử dụng một loại Zidomin nhà em. Đâu rồi? Ôi, chưa đâu. Em có cái loại Zidomin. Zidomin nó là một cái dòng chống nấm thối khá là hiệu quả. Em để đâu? Nữa thì chết. Em kiểm tra xem. Đây là thuốc trị dẹp. Đây là Monvento. Đấy, cái này của Hàn Quốc, cái này trị dẹp thì ok lắm. Còn có thêm một loại là Achacon này. Achacon này với cả cái Stunner này kết hợp nhau thì cũng trị nấm thối rất là tốt này. Một loại trị nấm, một loại trị vi khuẩn. Đấy, còn Zidomin em bán 50.000 một túi nhưng mà vứt đi đâu. Đấy, còn các loại phân bón lá thì tầm này em nghĩ nó cũng không cần nhiều lắm. Tầm này chỉ cần phân tan chậm thôi. Vì tầm này cái nước mưa nó có hàm lượng đạm khá là cao cho nên là có thể giúp cho cây phát triển rất là nhanh. Còn đây là những cái dưỡng chất AB dành cho những cây nó khó mọc, 8.000 một nọ. Vỏ thông em vẫn cung cấp đầy đủ nhé, nhưng vỏ thông nhập khẩu thì em hết rồi. Giờ em chỉ còn những loại vỏ thông thường như này thôi. Đây, vỏ thông số 3, số 4, 12.000 một cân. Với cả giớn cọng, giớn sợi cọng. Giớn sợi cọng là em bán là 30.000 một cân. Đây có rotting là 200 một lọ. Còn một số những cái dòng thuốc kích ki xanh, kích ki đỏ, humic. Đấy, kẹp to, kẹp nhỏ, bép đồng. Đấy, em có đủ hết. Phân em có phân trắng, phân chì vàng, phân chì nhật. Phân chì nhật, phân tan chậm của Nhật. Đây là kẹp này. Đây là lưới nhật thì em bán 160. Còn lưới đài đây, lưới đài cả cuộn là 1.700.000 này. Cuộn này là khổ 4x3, 4x30m. Đấy, lưới nhật. Đây, lưới nhật này em bán 160 một tấm. Còn đây là những cái dòng keo liền sẹo với cả cây decamon. Decamon tính 20.000 một lọ thôi. Bên em có thêm cả những cái loại móc. Đấy, đây là phân chì em có hai loại, một loại là 14, 13, 13. 14, 13, 13 này là em bán là 120. Em có cả loại 13, 11, 11. Đây là phân vàng của Thái này. Đây là phân của Thái Lan. Hãng ICL. Bằng tiếng Anh. Đây này có tiếng Việt. Phân này thì nó là 14, 14, 14. Đấy. Đấy. Đây là phân này là phân xem hãng sản xuất của nước nào. Phân này là phân của Thái Lan. Các bác có thể để ý những cái chậu lan của Thái Lan họ sử dụng cái phân màu vàng này. Đấy, phân màu vàng này có mùi khá là hôi, hàm lượng đạm nó khá là nhiều nên nó mùi hơi hơi hắc hắc. Đấy, còn phân chì đây, phân trắng em cũng có phân trắng. Đây còn có loại phân này nữa này. Phân này là 13, 11, 11 này. 13, 11 cộng ME. ME chắc là cái loại mangan hay cái gì đấy. Này 120. Đấy. Còn đây phân trắng. Phân trắng là 220 một cân. Một túi năm lạng như này là 101. Đấy là phân dê. Phân dê thì 12.000. Hầu như các loại phân em có đầy đủ hết. Phân dê 12.000. Phân chuồn quế là 25.000. Phân chuồn quế là 25.000. Đây là các loại vật tư nhà em. Hoa lan nhà em thì cũng có khá là nhiều. Hoa lan này em từ cát hay là kiếm. Đây có chậu xanh Huế mẹ con này em bán 3 triệu này. Đấy, xanh Huế lá sần mẹ con. Chậu này rẻ nhất là 3 triệu. Đấy. Còn lại là đây là vàng cánh bầu Hải Phòng, 350 một thân. Cây này là cây này là cánh bầu lưỡi hồng, 700 một thân. Đấy, lan này em thì trời mưa thì một số dòng đa số chịu mưa chịu nắng nên là khỏe lắm. Còn đây là kiếm xanh thái em bán là 600 một mẹo một con. Xanh thái ở ngoài này là có lụ các bạn, lụ tương đối. Đây, đấy lụ đấy, xanh thái ấy.
600 mẹ con, hàng thì yên tâm chuẩn mặt hoa. Còn đây là kiếm lô hội, lô hội em vẫn bán là 15.000 một cân các bác nhá. Đấy, giá rẻ thôi. 15.000 một cân. Nhà em có rất nhiều luôn, em trồng khắp rải rác quanh vườn em. Đây số này số ít thôi, không thèm tính. Còn kiếm Tiên Vũ rừng Quảng Bình em đang thanh lý đấy. 60.000 một cân các bác. Đấy. Tiên Vũ rừng Quảng Bình em đang thanh lý chỉ có 60.000 một cân. Đấy, em đang thanh lý hết để em trồng kiếm đột biến vào đây. Đấy. Giá rất rẻ mà toàn hàng xổ số đẹp thôi các bác. Giá chỉ có 60.000 một cân, rất là dễ mua. Em có thể chuyển phát chậm cho các bác để tiết kiệm cái chi phí cước cho các bác. Đấy, mưa thì em có cát này. Cát đang lên rất là đẹp. Bên này là kiếm số 3 của Thái Giao Hạt, em bán 300. Kiếm giao hạt thôi. Mặt hoài thế nào không bằng được. Còn kiếm chuẩn được. Còn đây hoàng nhạn này. Hoàng nhạn 120. Đấy vị hoàng này. 1.4 triệu này. Vị hoàng 700 một thân. Hai thân là 1.4 triệu. Đấy, vị hoàng sần. Đây có những chậu vị hoàng đẹp như này các bác. Chồng cũng thích đúng không? Em thì cứ cái gì rẻ bán cho các bác mà lại hàng rẻ nhưng lại ngon, toàn đồ ngon. Đây sao Thiên Vương thì em có những cái chậu này 100 một chậu thôi các bác nhá. 100 một chậu sao Thiên Vương thôi. Còn đây là đây là cây đây cũng là sao Thiên Vương. Thôi còn có đây là hai chậu hai thân này em bán 150. Dòng này rất là đắt. Còn đây là Ken Barbie. Ken Barbie em bán 50.000. Còn đây là siêu trầm, siêu trầm là 70.000. Đấy, xanh Huế lá lá sần đây, sần nhẹ này. Sần như láng luôn. Nhìn kỹ cũng mới phát hiện ra sần, còn bình thường không nhìn ra được đâu. Đấy 76 triệu một loại một con. Còn bên này là các loại phân chí xanh Huế giao hạt ngày hôm nay nhà em này. Nói chung mấy cái đồ này cây đang phát triển ok lắm. Mai kia bón phân vào nữa là ổn. Đấy chí sần này. Chí sần 5 triệu một mẹ một con này. Cây cũng đang phát triển rất là đẹp. Đấy còn bên này là những cái vàng cánh bầu Hải Phòng. Đấy, 350 một thân. Mẹ con là 400. Khu này em để nuôi vị hoàng sần. Còn đây là vị hoàng láng đang chuẩn bị cho hoa. Vị hoàng láng chọn 2.8 triệu này đang chuẩn bị hoa. Đây có một cây tuyết ngọc. Tuyết ngọc sừng châu. Kiếm Thái gieo hạt em vẫn bán 120 một chậu các bác nhé. Thái gieo hạt. Còn đây là vàng Thái này, 500 một thân. Đấy, chủ yếu các loại kiếm nha em. Kiếm vị hoàng, kiếm vàng cánh bầu, kiếm trắng tuyết ngọc. Kiếm tiên nữ Hưng Yên, kiếm trắng tiên nữ Hưng Yên đây. Có mẹ con làm giống 400 này con này. Đấy, 400. Đây, đây toàn bộ là khóm kiếm trắng tiên nữ Hưng Yên. Đấy, còn đây là hàng gieo hạt này em, đang phát triển ok lắm. Cát, cát thì em vẫn bán 120. Cát sổ. Đấy, khu này khu em thử trèo đây có ít trèo đây thì có trầm rồng đỏ hai thân này 150 này. Đấy. Đây là cây kiếm thủy trơn cánh bầu này em gieo hạt đấy. Còn đây là các loại kỳ nhà em. Hạc vĩ trắng em vẫn bán là 250. Hạc vĩ trắng em trồng đây để nó đẻ kỳ ra bán. Bên kia là cây những cái cây phi được hòa bình gieo hạt với cả cây xa xa kia trầm rồng đỏ một thân. Đấy còn phi điệp trắng đài em vẫn bán 80.000 một chậu thôi. Chậu 2-3 thân. Đấy trắng đài em rất nhiều trên này này. Đấy phi điệp trắng đài. Có rất nhiều luôn. Mưa này thì đây các bác là những cái cây kiếm già này em này. Kiếm già dâm trong cát này. Cây đang bắt đầu lên mầm rồi. Dâm trong cát là cây nó khác. Nó rất thích cát. À giới thiệu các bác đây là mặt hoa của vàng cánh cong hay là trắng cánh cong này. Đấy, cánh nó cong cao lại. Cây này hoa của nó đặc biệt nhất. Cánh nó quắt ngược lại ra đằng sau. Có mùi mật ngọt như là mấy chú kiến này đang chuẩn bị ăn. Đấy, 900. 900. 900 chậu này hai thân. Đấy Tiên Vũ rừng Quảng Bình đây, 60.000 một cân thanh lý đây. Nhà nhiều lắm. Còn đây là phan chí gieo hạt em bán là 8.000 một cốc. Xanh Huế gieo hạt là 70.000 một cốc.
khu này là mấy cây nó bị ốm rồi, đang đi chữa đã. Đấy, kiếm lô hội nhà em này nhiều lắm, rất nhiều luôn. Đấy, còn đây là kiếm thái gieo hạt 120, còn đây là kiếm đài gieo hạt cũng 120. Kiếm thái, kiếm đài, mạc xuân đây, mạc xuân nhà em thì nhiều, 80.000 một cân, lấy từ 10 cân là 60.000. Đây, đây là phan chí mới xanh Huế, phan chí này, xanh Huế. Nói chung chơi cái kiếm này thì ngày nào cũng thấy có hoa lở các bạn, cũng thấy vui, vui trong lòng, ngày nào cũng có hoa lở. Đây là cây vàng thơm Myanmar, 400 mẹ con này. Thơm Myanmar. Đấy, phi điệp trắng đài đây, 80.000 một chậu các bác nhé. Đấy, hàm phi điệp trắng đài, cây đang phát triển rất là ngon này, 80.000 một chậu. Còn khu này là khu em ươm ki, ươm ki mùa mưa này thì nhanh lớn lắm. Đấy, ngay chủ yếu có vị hoàng sần, à có thêm cả tây linh sần. Tây linh sần đây này, 800 một thân các bác. Đấy, kiếm vàng tây linh lá sần 800 một thân. Giống cẳng các bác.